Theo thông tin mới nhất, đã khởi công động thổ cho 4 cụm công nghiệp mới tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Cụm công nghiệp Thiết Bình có diện tích khoảng 20,98 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 491,7 tỷ đồng. Cụm công nghiệp Liên Hà 2, xã Liên Hà, huyện Đông Anh có diện tích 21,99 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 426,776 tỷ đồng. Cả hai cụm công nghiệp này đều do Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Xây dựng Việt Nam, VINADIC, thành viên của tập đoàn AMACCAO làm chủ đầu tư. Ngoài ra, cụm công nghiệp Dục Tú, xã Dục Tú có diện tích 15 ha, với tổng vốn đầu tư 336,78 tỷ đồng, và cụm công nghiệp Thụy Lâm, xã Thụy Lâm có diện tích 17 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 326,243 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp này có chủ đầu tư trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Đông Thành Hà Nội và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Xây dựng Thanh Bình. Tại buổi lễ khởi công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Quyền, đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh, cũng như các sở, ban, ngành thành phố trong việc thúc đẩy việc giải phóng mặt bằng cho dự án này. Ông Quyền đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Ông cũng kêu gọi các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra và hỗ trợ chủ đầu tư để đảm bảo rằng cụm công nghiệp được xây dựng hiện đại, văn minh và đáp ứng tiêu chuẩn sáng xanh sạch đẹp.